VHCG, Architecture and Computer Graphic Training. Kính thưa các ông, các bà, quý vị cùng tất cả các bạn, tôi là Đinh Tuyên Hoàng. Hiện tại tôi là giáo viên của VCG tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi xin gửi tới mọi người một video hướng dẫn tạo một chất liệu sàn gỗ với Corona Render. Và dựa trên một mẫu ảnh texture gỗ duy nhất. Ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn mẫu vật liệu gỗ. Đây các bạn cùng xem. Như các bạn đã thấy trên viewport, hiện tại thì tất cả các tấm sàn đều hiển thị chung một mẫu ảnh gỗ như vừa rồi. Và tất cả các tấm là giống nhau. Thì ở trong thực tế nó tất cả các cái thanh này nó phải là ngẫu nhiên, không thanh nào giống thanh nào. Ở đây tôi sẽ thực hiện nhanh bằng công cụ Unwrap UVW trong Modify Lid. Đây tôi sẽ chọn cấp độ mặt, Ctrl A để chọn tất cả các mặt. Và đây là bảng Edit UV. Đây tôi sẽ chuyển xuống trục Z, chọn Quick Blend Map. Đấy, sau khi quick thì các bạn thấy là cái mẫu ảnh map chúng ta đã hiển thị to lên toàn bộ cái sàn gỗ này. Thì như này nó vẫn chưa đúng được. Ở đây tôi sẽ mở bảng UV lên. Tôi sẽ vào mapping, chọn lệnh flatten mapping. Ok. Sau khi mà tôi kết thúc lệnh thì tất cả các thanh gỗ này đã được xoay thẳng cùng chiều với cái mẫu gỗ của chúng ta có từ ban đầu. Bây giờ thì hầu hết là các thanh thì mép gỗ nó đã không giống nhau. Chỉ có một điều là cái tỷ lệ của nó thì chưa đúng. Hiện tại thì đây ta thấy là mẫu gỗ đang hiển thị rất là to. Thì để làm cho nhỏ hơn, đúng tỷ lệ hơn thì chúng ta sẽ chọn tất cả này. Đấy, chúng ta chọn cái lệnh scale đây. Đây. Ở đây tôi sẽ scale lớn cái bề mặt nó trên bảng UV thì cái map này nó sẽ nhỏ lại. Đấy. Như vậy thì mọi người đã thấy là nó đã hiển thị khá là tự nhiên rồi. Ở đây các bạn sẽ thấy là có một số tấm map gỗ sẽ hiển thị không được hoàn hảo cho lắm. Tôi sẽ sổ bảng này xuống, chọn map gỗ mà tôi đã gán cho diffuse. Mọi người sẽ thấy là map sẽ hiển thị trực tiếp trên bảng UV này. Tiếp theo thì tôi sẽ vào phần option và preference. Tôi sẽ kiểm mục Time Bitmap. Và tăng thông số ở đây. Khi tăng thông số thì mọi người thấy là map sẽ
thể hiện rộng hơn trên bảng UV này. Để nó sẽ kéo cái gỗ này, cái miếng gỗ này ra một vị trí khác ưng ý hơn. Đây chỉ cần một mẫu mép gỗ duy nhất thì chúng ta đã có một cái tấm sàn, nguyên một tấm sàn, từng thanh gỗ nó không giống nhau mà nó ngẫu nhiên như này, cũng khá là thực tế. Các bạn thấy nào, rất là nhanh và hiệu quả đúng không ạ? Nếu bạn thấy hay thì hãy chia sẻ video và theo dõi kênh này để được cập nhật nhiều tút hướng dẫn hay hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.